Xin chào anh em. Như tiêu đề gửi đến cho anh em các bộ trang phục tuyệt vời chuẩn bị ra mắt và có full skin hiệu ứng cho anh em nhé. Cùng trải nghiệm thôi các bạn ơi. Đây chắc chắn là các bộ trang phục tuyệt vời. Và trên màn nhỏ của anh em đó chính là Violet Huyết Ma Thần. Đây là một cái bộ trang phục có cốt truyện cực kỳ đặc sắc anh em ạ. Wow. Có hẳn một cái nền nhạc riêng dành cho bộ trang phục này. Hy vọng là cái nền nhạc này nó không bắt bản quyền anh em ạ. Không thì toang. Wow. Quá là sexy gợi cảm đúng nào anh em. Cái phong cách khác của Pyo mà chắc chắn anh em rất là thích. Bởi vì Vio là người tốt mà anh em. Nhưng đây lại là mặt xấu của Vio. Đây đúng thực sự là hợp cái game 18 cộng nha anh em. Và Vio ra mắt sự kiện vào 18 tháng 12. Các bạn chuẩn bị quân huy đi ạ. Em sẽ test cho anh em yên tâm nhá. Hiệu ứng biến về quá chất luôn. Bậc SS hữu hạn. Bây giờ là chúng ta bay chứ không lộn anh em ạ. Wow. Trời ơi. Phi hành luôn ạ. Quá chất luôn ấy. Trời ơi con cưng có khác. Ra sớm hơn cả cái bộ trang phục thể thao. Đỉnh thực sự luôn. Đây đúng là một cái bộ trang phục quá đáng để anh em chuẩn bị quân huy. Mình nghĩ là anh em cứ chuẩn bị từ 1 đến 2.000 quân huy đi. Còn anh em nào mà không có quân huy ạ, không sao. Đợi clip SA để mà test bộ trang phục này chính thức cho anh em nhá. Hiệu ứng từ âm thanh, hình ảnh, ngoại hình tuyệt vời. Sổ sứ mệnh 25. Chỉ 210 quân huy mà thôi. Các bạn sẽ có bộ trang phục tuyệt vời. Hé lộ ngay cho anh em các bộ trang phục ngay sau đây. Wow. Hayate Kim ưng sát thủ. Dự đoán đây là bộ trang phục cấp 20. Nếu mà sổ là 60. Đẹp tuyệt vời anh em. Ui trời ơi, sao mũi các chị em ơi. Ngoại hình chất lừ. Theo kiểu đúng kim ưng luôn anh em ạ. Wow. Vẫn là một cái màu sắc về Nhật Bản nhiều hơn rất là nhiều so với các bộ trang phục khác. Đúng kiểu ninja. Chỉ tiếc là không có hiệu biến về nhá. Wow. Quá đặc sắc luôn. Anh em xem các chiêu 1 này, chiêu 2. Các hiệu ứng lướt đi. Mình sẽ test cái nội tại cho anh em nhá. Cái nội tại này chưa mod ổn cho lắm anh em. Đấy, nó phải có hiện cái hình cái cổng chào bên Nhật Bản kìa. Anh em nhìn nhá. Đây 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 đây. Đây một cái nội tại. Đó. Chẳng qua là đợi khi nào ra bản chính thức thì mình mới có thể gửi đến cho anh em nó đẹp tuyệt vời hơn. Còn không thì anh em xem tạm nhá. Chiều 2 cũng rất là tuyệt vời. Anh em xem đi ạ, cái cổng chào bên Nhật Bản kìa. Quá chất lượng đúng không các bạn? Chỉ 210 quân huy thôi anh em ạ. Quá chất. Và bộ trang phục cấp 60 dự đoán đó là Natalia Băng Tâm Thần Nữ. Trời ơi, anh nhìn đi cái con pet không ạ? Con pet này là con gì ta?
Mình không đoán được là con gì anh em ơi. Anh em nào mà xem nhiều các bộ phim Nhật Bản về hoạt hình Nhật Bản thì có thể là biết được cái con này. Tỷ ngưu à? Trời ơi, tuyệt vời anh em ạ. Natalia được ưu ái phết chưa anh em? Hay là sắp tới lại được tăng sức mạnh à? Ngoại hình quá chất luôn. Tất cả dạo gần đây thì các bạn nhớ được không? Tức là Hayate từng có một cái bộ trang phục cùng với Ari ở trong cái sổ sứ mệnh mấy cái đợt trước rồi. Wow. Chiều 2 chất lượng ta. Chiều cuối thì cũng không có gì để nhận xét cho lắm, nhưng mà mình thích chiều 2 của nó. Ngoại hình này, chiều 2 này. Cùng coi nhá. Mình thích chiêu 2 thực sự luôn ấy. Nó cảm giác như là chiêu 2 được tung nhanh hơn khi sử dụng cái bộ trang phục này. Nó kiểu như là rất là khó để né anh em ạ. Đây. Chỉ 210 quân huy thôi. Mở sổ là các bạn cày cuốc được ngay hai cái bộ trang phục tuyệt vời của Hayate. Thì mừng sát thủ và Natalia. Đợt sổ này có vẻ rất là xứng đáng anh em ạ. Đó là sổ vào năm mới luôn anh em ơi. Mùng 1 tháng 1 luôn ạ. Đẳng cấp. Năm mới có hai cái bộ trang phục này được hết đấy. Chất thực sự. Anh em đã cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo chưa? Hãy để nhận xét của các bạn ở dưới video nhé. Thứ nhất là về Vio, Quyết Ma Thần. Và thứ hai là hai cái bộ trang phục trong sổ sứ mệnh 25 chúng ta. Và các bạn có muốn mua sổ hay không? Airi, chuẩn bị được thay đổi sức mạnh. Thế là có ngay một cái bộ trang phục, đó chính là Airi lễ hội mùa đông. Tiếp tục là một cái phong cách rất là Nhật Bản. Không biết là gà rán liệu có muốn cho cái bộ trang phục này vào luôn sổ sứ mệnh 25 hay không. Bởi vì đây là một cái bộ trang phục không có hiệu ứng nha các bạn. Nhưng mà phải nói đi nói lại, đây thực sự là cái bộ trang phục có ngoại hình rất đẹp. Các bạn có xem video mà S từng làm, đó chính là xóa lại cái ngoại hình của Airi và làm lại không ạ? Airi sẽ nhỏ và gầy hơn. Và đây chính là hình tượng để mà sau khi Airi nhỏ gầy tập gym thành công. Giống kiểu nắc rốt đó anh em, khi mà bộ trang phục quán quân AIC ra thì có vẻ AIC nhỉ, là FL, FP đó. Thì có được thay đổi ngoại hình để phù hợp với bộ trang phục hơn. Và đây là một cái ví dụ điển hình nha các bạn. Chủ yếu là xem ngoại hình thôi. Và Ziu, thần mộng mị. Giống kiểu giấc ngủ trưa đó anh em. Trời ơi, Ziu chúng ta bây giờ thành cái hình dáng vậy nè. Chủ yếu là xem ngoại hình thôi anh em ạ, chứ mình không chắc là cái bộ trang phục này có hiệu ứng hay không. Mình đoán là có thể là không có. Nó kiểu giống như cái bộ trang phục kiểu giấc mơ trưa đó. Được cái ngoại hình khá hay ho. Nhưng mà nói lại thì một vị tướng sát thủ của anh ngoại hình này thì đúng thực sự là hơi bị tấu hài ấy nhá. Nó gần giống kiểu mấn ga đó. Và Slim, giấc mơ trưa luôn. Slim ngủ đông của chúng ta. Wow. Có hẳn một cái ngôi sao. Đây đúng chất là thỏ đấy anh em. Mọi khi là chúng ta có bộ trang phục của thỏ, nhưng mà nó có một các hình dáng gì đấy, nó không được thỏ cho lắm, kiểu hơi bị con người. Thì đây đúng thực sự là một cái bộ trang phục toát lên vẻ của chú thỏ tinh nghịch luôn ạ. Đằng sau là một chiếc đồng hồ. Nhìn tinh nghịch phết chưa anh em? Nhìn rất là tinh nghịch và đáng yêu. Và mình đang rất là mong Slim sẽ có một cái bộ trang phục tuyệt vời nào đó. Đây là vị tướng anh em thích mà đúng không? Tại sao không có cho một cái bộ trang phục SS cộng các kiểu, cho chất chơi của Slim được gia tăng. Đây chắc chắn là vị tướng anh em đang rất là ngóng chờ có bộ trang phục mới thôi nào. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ có thể có bộ trang phục
hay hay, ho ho, như kiểu này thôi. Nói chung là cũng được rồi. Rất là chất. Badum. Cái bộ trang phục này được hé lộ khá lâu từ các hình ảnh. Và bây giờ chúng ta đã có ngoại hình của vị tướng này. Badum thần thoại Hy Lạp tiếp tục làm cái bộ trang phục mặc dù không hiệu ứng có thể sẽ được tặng free nha các bạn. Bởi vì đa phần là các bộ trang phục thần thoại Hy Lạp đấy ạ. Thì một là vào sự kiện ở đó, ví dụ như là sổ số mệnh, hai là được tặng free rất là nhiều. Biết đâu nó lại được vào số mệnh 25 đúng nào. Cơ bản là về xem ngoại hình thôi, là mình cảm thấy là cái bộ trang phục này nó rất là chất chơi rồi. Anh em nhìn đi, quá đẹp đúng nào. Đặc biệt là khi mà video mình làm đấy chỉ có quay HD thôi, chứ không phải là Full HD thì nó đẹp như vậy rồi. Nếu bạn để HD thì tuyệt vời. Ok, anh em đánh giá tất cả các bộ trang phục này ra sao? Hãy để comment video nhé. Đăng ký kênh để xem các video mới nhất. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho hết một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.